Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục suy ngẫm lời Chúa từ sách Thi Thiên đoạn 78 đến 79. Thi Thiên 78, Đức Chúa Trời thành tín dù dân Ngài bắc trung, huấn ca của Asaph. Hỡi dân ta, hãy lắng tai nghe lời khuyên dạy của ta, hãy nghiêng tai nghe lời của miệng ta. Ta sẽ mở miệng nói bằng ẩn dụ, giải bày những huyền nhiệm từ đời xưa là những điều chúng ta đã nghe biết và tổ phụ đã thuật cho chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy với con cháu chúng ta, nhưng sẽ thuật lại cho thế hệ tương lai vinh quang của Đức Giê-hô-va cùng quyền năng Ngài và các phép màu mà Ngài đã làm. Ngài đã lập chứng ước với Gia-cốp, định luật pháp trong Israel và truyền lệnh trong tổ phụ chúng ta. Phải dạy lại cho con cháu mình để thế hệ tương lai, tức là con cháu sẽ được sinh ra biết những điều đó. Và đến lượt họ sẽ truyền lại cho con cháu mình, hầu cho con cháu họ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không quên các công việc Ngài, nhưng gìn giữ các điều răn của Ngài, và để họ không giống như tổ phụ họ, là một thế hệ ương ngạnh và nổi loạn, một thế hệ không có lòng kiên định và không có tinh thần trung tín với Đức Chúa Trời. Con cháu Ê-phra-im được trang bị bằng cung tên, nhưng lại quay lưng trong ngày chiến trận. Họ không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, cũng khước từ tuân theo luật pháp của Ngài. Họ quên những việc mà Ngài đã làm và các phép màu mà Ngài đã bày tỏ cho họ. Tại Ai Cập, nơi cánh đồng Xô-an, Ngài làm những phép lạ trước mặt tổ phụ họ. Ngài rẽ biển ra và cho họ đi ngang qua đó, khiến nước dựng lên thành đống. Ngài dẫn dắt họ ban ngày bằng áng mây và ban đêm bằng ánh lửa. Ngài chảy phần đá trong hoang mạc và cho họ uống nước thỏa thích như từ vực sâu. Ngài đã cũng khiến dòng suối từ băng đá phun ra và làm cho nước tuôn chảy như dòng sông. Dù vậy, họ cứ phạm tội với Ngài, phản nghịch cùng Đấng Chí Cao trong hoang mạc. Họ cố tình thử thách Đức Chúa Trời, đòi bàn được thức ăn mà mình thích. Họ nói nghịch lại Đức Chúa Trời rằng, Đức Chúa Trời có thể dọn bàn trong hoang mạc được sao? Dù Ngài đã đập phần đá cho nước phun ra thành suối, liệu Ngài có thể ban bánh và cung cấp thịt cho dân Ngài được chăng? Nghe vậy, Đức Giê-hô-va liền nổi giận, một ngọn lửa thiêu đốt Gia-cốp và cơn giận nổi lên cùng Israel, vì họ không tin Đức Chúa Trời cũng chẳng nhờ cậy sức của Ngài. Tuy nhiên, Ngài truyền cho các tầng mây trên cao và mở cái cửa trên trời, ban mưa mana xuống cho họ ăn và ban cho họ lương thực từ trời. Người phàm được ăn bánh của thiên sứ, Ngài cung cấp cho họ thức ăn dồi dào. Từ trời, Ngài khiến gió đông thổi tới, dùng quyền năng dẫn gió nam về. Ngài đổ cơn mưa thịt trên họ nhiều như bụi và chim bay đến nhiều như các biển. Ngài khiến các vật đó rơi xuống giữa trại quân, chung quanh nơi ở của họ. Như vậy, họ được ăn no nê, thỏa thích. Ngài ban cho họ điều họ thèm muốn, nhưng trước khi họ thỏa cơn thèm muốn, thức ăn vẫn còn trong miệng họ. Thì cơn giận của Đức Chúa Trời nổi lên cùng họ, Ngài giết những kẻ mập mạnh hơn hết và đánh hạ những trai trẻ của Israel. Dù đến thế, họ vẫn còn phạm tội, không tin các phép màu của Ngài. Vì thế, Ngài làm cho các ngày của họ tiêu tan như hơi thở, năm tháng của họ kết thúc trong kinh hoàng. Khi Ngài đánh giết họ, họ mới cầu hỏi Ngài, họ trở lại và hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là bằng đá của họ, Đức Chúa Trời chỉ cao là đấng cứu chuộc mình. Nhưng họ lấy miệng tăng bóc Chúa, dùng lưỡi dối gạt Ngài, lòng họ chẳng kháng khích với Ngài, họ cũng không trung tín trong giao ước với Ngài. Nhưng vì lòng thương xót, Ngài tha thứ tội ác và chẳng hủy diệt họ. Nhiều khi Ngài phải nén cơn giận, không nổi trận lôi đình. Ngài nhớ lại rằng họ chỉ là xác thịt, một hơi thở thoáng qua không trở lại. Đã bao lần họ phản loạn cùng Ngài trong sa mạc và làm buồn lòng Ngài giữa chốn hoang vu. Họ vẫn cứ tái diễn việc thử thách Đức Chúa Trời, làm tổn thương đấng thánh của Israel. Họ không nhớ đến quyền năng của Ngài trong ngày Ngài giải cứu họ khỏi kẻ thù,
là khi Ngài làm các dấu lạ tại Ai Cập và những phép màu trong cánh đồng Soan. Ngài biến các sông của chúng thành máu, các dòng nước ấy không thể uống được. Ngài sai mũi mọc cắn nuốt chúng và ít nhái tàn hại chúng. Ngài phó hoa lợi chúng cho châu chấu, giao sản vật chúng cho cào cào. Ngài phá vườn nho chúng bằng mưa đá, hủy vườn sung của chúng bằng tuyết giá. Ngài phó đàn gia súc của chúng cho mưa đá, giao bầy chiên chúng cho sấm sét. Ngài trút trên chúng lửa giận dữ, cơn thịnh nộ, sự rủa xả và tai ương, tức là một đoàn thiên sứ hủy diệt được sai đến. Ngài mở lối cho cơn giận của Ngài, chẳng dung tha chúng khỏi sự chết, nhưng phó mạng sống chúng cho dịch bệnh. Ngài đánh giết mọi con đầu lòng Ai Cập, tức là tinh hoa của sức lực trong các trại của cha. Rồi Ngài đem dân Ngài ra như con chiên, dẫn dắt họ trong hoang mạc như một bầy chiên. Ngài dẫn đưa họ an toàn, họ không lo sợ gì, nhưng bị vùi lấp những kẻ thù của họ. Ngài đưa họ đến bờ cõi thánh của Ngài, tức là đến núi mà tay phải Ngài đã tạo ra. Ngài cũng đuổi các dân ngoại bang khỏi họ, bắt thăm chia đất làm sản nghiệp, đưa các bộ tộc Israel vào trong các trại của dân ấy. Dù vậy, họ vẫn thử thách và phản loạn với Đức Chúa Trời chí cao, không tuân giữ các chứng ước của Ngài, nhưng họ tráo trở và bắt trung như tổ phụ mình. Họ quanh co như cây cung sai lệch, họ chọc giận Chúa vì các nơi cao, khiến Ngài nổi giận vì những tượng chạm. Nghe điều ấy, Đức Chúa Trời nổi giận, Ngài nhất quyết từ bỏ Israel. Ngài lìa bỏ đền tạm tại Silo, tức là lều trại nơi Ngài chỉ ngự giữa loài người, sức lực Ngài bị phó cho lưu đày, vinh hiển Ngài bị giao vào tay kẻ thù. Ngài cũng phó văn Ngài cho gươm giáo và nổi giận với cơn nghiệp mình. Lửa thiêu nuốt những chàng trai của họ, các cô gái không còn được nghe hát mừng hôn lễ, các thầy tế lễ gục ngã vì gươm, những các quá phụ không thể khóc than. Bây giờ Chúa như người thức dậy từ giấc ngủ, như dũng sĩ say men chiến thắng. Ngài đánh cho kẻ thù phải quay lưng bỏ chạy, làm cho chúng bị sỉ nhục đời đời. Rồi Ngài từ bỏ trại Joseph, cũng chẳng chọn bộ tộc Ephraim, nhưng chọn bộ tộc Juda là núi Sion mà Ngài yêu mến. Ngài xây đền thánh như nhà trên trời, như trái đất mà Ngài đã vững lập đời đời. Ngài cũng chọn David làm đầy tớ Ngài, bắt ông từ các chuồng chiên. Ngài đem ông đàn chiên còn bú, để ông chăn giữ Gia-cốp là dân Ngài và Israel là cơ nghiệp Ngài. Ông chăn giữ họ với tấm lòng liêm chính, dẫn dắt họ bằng đôi tay khéo léo. Thi Thiên 79. Cầu xin Chúa thương xót thành Jerusalem. Thiêu thiên của Asaph. Đức Chúa Trời ơi, dân ngoại đã vào trong sản nghiệp Chúa, làm ô uế đền thánh của Chúa và khiến cho Jerusalem trở nên đống gạch vụn. Chúng đã ném thay các đầy tớ Chúa, làm thức ăn cho chim trời, cũng đã vứt thịt của các người trung tín với Ngài cho thú rừng trên đất. Chúng đổ huyết họ ra như nước khắp nơi trong thành Jerusalem và chẳng có ai chôn các họ. Chúng còn đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình, vật nhạo báng và đồ chê cười cho những kẻ ở chung quanh chúng con. Đức Giê-hô-va ôi, cho đến chừng nào Ngài sẽ giận mãi mãi sao? Lòng ghen tương Ngài sẽ cháy như lửa sao? Xin đổ cơn giận của Chúa trên các dân không biết Ngài và trên các vương quốc không cầu khẩn danh Ngài, vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp và phá hủy chỗ ở của người. Xin Chúa đừng nhớ lại các tội ác của tổ phụ chúng con mà phạt chúng con. Nguyện sự thương xót Ngài mau mau đến đón trước chúng con, vì chúng con bị khổ nhục vô cùng. Lạy Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi của chúng con, xin giúp đỡ chúng con. Vì vinh quang của danh Chúa, xin giải cứu và tha thứ cho chúng con. Vì cớ danh Ngài, vì sao các dân nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ở đâu? Nguyện sự báo thù vì huyết mà các đầy tớ Chúa đã đổ ra được thi hành giữa các dân trước mắt chúng con. Nguyện tiếng than thở của các tù nhân thấu đến trước mặt Chúa, tùy theo quyền năng lớn lao của Chúa, xin giải cứu những kẻ đang đối mặt với tử thần. Lạy Chúa, xin báo trả trực tiếp các lân vang của chúng con gấp 7 lần và sự sỉ nhục mà chúng làm cho Ngài. Còn chúng con là dân của Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Chúng con sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi. Từ đời này qua đời kia, chúng con sẽ truyền ra sự ca ngợi Ngài. Chúng ta vừa hoàn tất xong hai đoạn Thi Thiên 78 và 79.
Xin Chúa ban phước cho quý ông bà, anh chị em. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.